Lương tháng hơn 130 triệu của cô gái Việt ở công ty kiểm toán top đầu thế giới. Cô gái Việt Thái Doanh Nghi, sinh năm 1999, vừa được nhận làm việc chính thức tại Deloitte, trụ sở thành phố Chicago, Mỹ. Trước đó, từ khi mới chỉ là sinh viên năm 3, Nghi cũng đã trúng tuyển thực tập sinh tại công ty kiểm toán thuộc top đầu thế giới nhóm Big Four. Nghi cho biết, quá trình thi tuyển vào Big Four tương đối khó và với tỷ lệ chọi cao, từ 5.000 hồ sơ chỉ chọn ra được 50 suất thực tập. Nhà tuyển sinh không chỉ đánh giá ứng viên từ năng lực học tập hay kinh nghiệm mà còn xét đến nhiều yếu tố khác. Nhiều ý kiến cho rằng môi trường làm việc tại Big Four vô cùng khắt khe, đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao và rất áp lực. Nhưng với Nghi, ý kiến đó có phần đúng và có phần sai. Công ty kiểm toán Big Four hàng đầu mà cô đang làm việc rất thoải mái và dành nhiều sự đầu tư vào nhân viên. Nhân viên như Doanh Nghi có 35 ngày nghỉ phép có lương, không tính ngày lễ. Mỗi tầng ở công ty là một kiểu văn phòng khác nhau để nhân viên lựa chỗ yêu thích để làm việc. Sau khoảng thời gian thực tập tại Big Four, mức lương khởi điểm khi cô chính thức vào làm việc tại Big Four là 69.000 đô la một năm. Mức lương hàng tháng của cô sẽ là 5.750 đô la một tháng, khoảng 130 triệu đồng tiền Việt. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ cho Doanh Nghi toàn bộ chi phí làm visa cho cô ở lại Mỹ làm việc, thuê luật sư, học phí học và thi CPA trước khi mình bắt đầu làm chính thức. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.